Thôi điều đầu tiên là xin hợp ý với tất cả quý cha và anh chị em tạ ơn Chúa đã khơi sáng, thúc đẩy và gìn giữ Hiệp hội Legio Maria trong suốt 100 năm vừa qua, và cách riêng 75 năm tại giáo phận, các giáo phận tại Việt Nam chúng ta. 100 năm biết bao nhiêu ơn Chúa ban cho. Và nhiệm vụ của chúng ta khi mừng năm thánh thì không phải là để kiếm ơn toàn xá, không phải. Đó là một cái dịp để khơi dậy cái động lực nơi chúng ta, khơi dậy cái sức sống nơi chúng ta. 100 năm dừng lại, nhìn về phía đằng sau xem mình làm được cái gì, và bây giờ nhìn tới phía trước chúng ta sẽ làm cái gì. Mừng năm thánh là một cái dịp để canh tân, để đổi mới, để tìm một cái đà mới, nhảy tiếp 100 năm nữa hay là 75 năm nữa. Khi mà được nghe con số của anh chị em báo cáo đó, thì tôi thấy là hơn 5.000 hội viên hoạt động, đó là điều rất đáng mừng. Đó. Hôm nay tôi nhìn vào đây thì đại diện thôi, nhưng mà thành phần của anh chị em đây thì cũng là những người lớn tuổi, cao niên hoặc là trung niên, thành phần trẻ là hơi ít. Đó, hơi ít. Mà nhiều địa phận đó thì là nó còn các hội viên còn rệu rạo hơn nữa kìa. Rệu rạo có hiểu không? Bước đi không nổi ấy. Khiến người ta có cảm tưởng là Legio Maria là hội của những người già, của những người thất nghiệp, của những người không biết làm gì nữa, thì vào Legio đọc kinh cầu nguyện vậy thôi. Và như tôi nói là ngày Chủ nhật đi thăm mấy gia đình quen quen, uống nước chè lúc rồi về. Cái thực trạng đó nó có, thưa anh chị em. Chúng ta phải làm sao để khơi dậy 100 năm để tăng thêm cái sức sống cho cái hiệp hội này. Cho nên chúng ta phải làm sao? Đó. Chúng ta tìm thêm các hội viên trẻ nữa để thêm sự hăng hái, sự nhiệt tình. Các ông, các bà lớn tuổi nhiều khi nhiệt tình cũng có đấy, nhưng mà tự nhiên là thấy sức khỏe nó cũng chậm lại. Tôi thú thật với anh chị em, tôi cũng cảm thấy điều đó rất là rõ. Cách đây 10 năm nó khác và bây giờ nó khác rồi. Đó. Cái sức khỏe nó quan trọng lắm. Đó. Cái tuổi già làm cho mình chậm lại. Cho nên chúng ta ước gì có thành viên trẻ tham gia làm hội viên. Rồi dĩ nhiên là những người trẻ vào thì cũng chúng ta cùng nhau tiến bước. Đó. Và người trẻ thì đôi khi hăng say, nhiệt tình. Có một cái điều là chúng ta cứ đôi khi cứ sợ là những người trẻ vào rồi chúng ta cứ canh chừng, sợ họ làm sai, thủ bản, vân vân. Hôm tuần huấn vừa rồi tôi mới nói với các cha bảo để tôi sẽ có những điều tôi nhắc nhở Legio Maria, thì không biết là cái tin đó nó đồn ra ngoài làm sao không biết đó. Cho nên là tuần vừa rồi có người gửi cho tôi một cái bản tin là Legio Maria là muôn đời muôn kiếp không thể thay đổi được, trận trước rồi, nhắc nhở đức cha đừng có đổi. Trận trước rồi đó. Trích lại một cái bài của ông Frank Duff đó, đó là bạn muốn đổi gì thì đổi, nhưng mà hễ mà đổi thì không còn là Legio Maria nữa. Thưa anh chị em, chúng ta đừng có quá lo chuyện đấy. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng nhắc nhở tất cả giáo hội rồi, đừng có lo cái mục vụ bảo tồn, gìn giữ kỹ quá. Ngài bảo tung ra mà đi đi, cứ ở nhà mà lo bảo tồn thôi. Đấy. Ngài nói rằng phải thay đổi đi, phải hoán cải đi, từ một cái mục vụ bảo tồn sang một cái mục vụ năng động dấn thân để mà truyền giáo. Mà Ngài nói trong tuân huấn của Ngài đấy. Thế chúng ta đừng có sợ là phải thay đổi gì hết. Tôi không chủ trương làm cách mạng đâu. Đừng có lo đức cha đổi, đức cha làm cách mạng, tôi không đổi đâu. Nhưng mà đôi khi vậy đó, là chúng ta có những lúc đó chúng ta đóng cái vai trò cảnh sát nhân dân. Mình canh chừng. Và cứ lo canh chừng, lo bảo tồn, lo giữ thủ bản, lo cái nề nếp, rồi không đi được nữa. Không đi được nữa, không dám dấn thân, không dám liều mạng nữa. Đức Giáo Hoàng bảo, tôi thà tôi thấy một giáo hội lấm láp, trầy trụa, thương tích, mà dám đi ra đường còn hơn ở nhà ngồi yên đó. Đức Giáo Hoàng nói vậy đó.
Nghe bảo thà là tôi thấy là anh chị em cứ ra đường đi, thương tích trầy trụa máu me hết, ở ngoài kia bao nhiêu người đang cần tới chúng ta này, ra ngoài đó đi, còn hơn là ở nhà đẹp rồi thì mát mẻ rồi cái cứ bảo vệ cái mà chúng ta đang có. Ngài nói trong tông huấn loan báo tin mừng, niềm vui tin mừng. Tôi nói như vậy để nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta thiếu cái sự nhiệt tình, thiếu sự hăng say. Chúng ta cứ dừng lại với những cái thói quen của chúng ta thôi. Đó. Cũng đi thăm các gia đình, đó. Cũng đi làm công tác đấy, nhưng mà đôi khi là làm theo hình thức thôi. Hình thức để báo cáo, báo cáo công tác hàng tuần. Đó. Thưa anh chị em, tôi đã được đọc cái bản báo cáo của những cái Commissum Legio khác. Tôi thấy báo cáo này, trong một năm, tôi quên chính xác rồi, đại khái thế này, là ví dụ là đi thăm các gia đình công giáo 10.000 giờ, đi thăm những gia đình bên lương, gia đình rối, gia đình loại kia 3.000 giờ. Tôi bảo hay nhỉ, anh chị em là Legio được Chúa tung đi ra bên ngoài cơ mà, cứ đi vào mấy gia đình đạo đức đi thăm thì không cần, phải đảo ngược lại, đi thăm những gia đình công giáo, gia đình đạo đức, những gia đình bình thường 3.000 giờ thôi, 10.000 giờ đi ra ngoài. Đấy, anh chị em về thử xem lại các cái giờ công tác của mình xem nó có đúng như vậy không. Chúng ta cứ thu vào thôi, chúng ta phải hướng ra bên ngoài đó. Mà trong thủ bản anh chị em có đó, cái đổi là không phải là đổi thay đổi cái thủ bản, chứ mà đổi cái cách sinh hoạt, đổi cái cách sống của chúng ta, cái cách làm việc tông đồ của chúng ta. Có thủ bản đó, đi thăm gia đình rối, thăm những người khó khăn tâm hồn thể xác. Tôi không dám gọi là những người tội lỗi, ai dám kết án họ tội lỗi, mà họ gặp khó khăn, bao nhiêu gia đình chưa biết Chúa, bao nhiêu gia đình thế này thế kia, bao nhiêu bệnh nhân, đi thăm đi, liều mạng mà đi đi. Đấy, đó là cái chúng ta phải đổi. Ước gì tất cả anh chị em ở đây, chúng ta làm con số đông lắm, cái chúng ta thiếu là thiếu sự nhiệt thành, thiếu sự dấn thân, thiếu cái tinh thần tông đồ. Chúng ta dễ mắc cái bệnh hình thức, những cái bệnh là con số, rồi cái bệnh là bảo thủ. Không, tôi vẫn nói với các cha, để các cha tĩnh tâm, nhiều lần cũng nói là chính anh chị em Legio này là những người đã đóng góp rất là lớn trong vấn đề giúp đỡ cho các việc anh chị em dự tòng được biết Chúa, được rửa tội, đưa các người gặp khó khăn đến với Chúa. Anh chị em làm được nhiều lắm, và chúng ta hãy tiếp tục làm công việc đấy. Chúng ta đã làm được trong quá khứ rồi, bây giờ tiếp tục làm công việc đấy. Đổi mới cái hoạt động tông đồ của chúng ta đi, không phải là đổi mới cái thủ bản, mà đổi mới cái tâm hồn của mình này, đổi mới cái lòng của mình này, đổi mới cái thói quen của mình, đổi mới cái sự ngại ngùng của mình này. Đấy, đó là điều cần thiết, thưa anh chị em. Ước gì sang năm, giả sử tôi có được đọc báo cáo, thì tôi sẽ thấy báo cáo là đi thăm những gia đình ở bên ngoài, Đức Giáo Hoàng gọi là ngoại vi, ngoại biên, biên cương, đi thăm nó nhiều hơn. Còn thăm gia đình công giáo ít thôi, ít thôi thưa anh chị em. Rồi khi chúng ta đến với những gia đình đó, chúng ta phải làm sao? Anh chị em đang ở trong cái bầu không khí học tập, tập luyện để sống tinh thần của một hội thánh hiệp hành. Anh chị em nghe theo cái lời giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, đi thăm người ta thì phải hiệp hành. Hiệp hành là gì? Đến đó gặp gỡ, gặp trực tiếp á, chứ không phải là người nhắn tin. Gặp gỡ tại gia đình họ, rồi lắng nghe, lắng nghe rồi thì cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau phân định. Đó, điều đó quan trọng lắm. Chúng ta dễ bị cám dỗ là chúng ta đi ban phát ơn lành. Nghĩa là cái gì? Mình nghe một cái mình đã vội vàng mình cho một lời khuyên rồi. Anh chị em thử nghĩ lại đúng không? Nghe một cái là mình phán liền thôi.
Xin lỗi chị em, đôi khi dạy đời nữa kìa. Tội lỗi thế này thế kia, đưa ra chỉ đạo liền, chỉ đạo khuyên liền. Không, sai, hoàn toàn sai. Chúng ta không hiểu được người ta đâu. Chiều hôm qua tôi mới tiếp một người, tôi nghe xong biết bao nhiêu những sự đau đớn, đau khổ, khổ tâm đó. Tôi nghe xong tôi bảo với thế này, bây giờ tôi không biết nói cái gì nữa nhỉ. Bởi vì người ta gặp những cảnh khổ, những khó khăn, những cái không biết giải quyết làm sao. Tôi thì nói là thì thôi, tôi hiệp thông, tôi cầu nguyện và xin Chúa soi sáng cho ông bà đó biết việc phải làm. Và tôi cũng xin Chúa soi sáng để thấy được cái gì để tôi nói với ông bà sau thôi. Tôi không dám nói gì hết, bởi vì cái cảnh khổ người ta nó khủng khiếp lắm. Mà mới nghe một cái mà mình đừng có bảo là mình là giám mục này, mình đi khuyên bao nhiêu người, học bao nhiêu, đọc phúc âm bao nhiêu, mình phán liền. Thưa anh chị em, dội ngay lập tức. Phân định, lắng nghe, phân định, tìm xem ý Chúa là cái gì, ý Chúa muốn người ta cái gì. Mình có sự cảm thông, có sự khích lệ, sau từ từ tìm ra ý Chúa không hề dễ. Không hề dễ. Đừng có nói mà nghe thế là tìm ra ý Chúa liền đâu. Không hề dễ đâu. Phân định nhé, cầu nguyện, rồi từ từ xin Chúa soi sáng cho biết cách làm cái gì. Chúng ta cẩn thận đấy. Mình đi thăm người ta và mình không biết nghe, không biết nói, coi chừng là lần sau đến tôi đóng cửa đấy. Hoặc người ta nghe, người ta nghe để bỏ ngoài tai, bởi những lời khuyên của mình nó chẳng ăn nhập với cuộc sống của họ hết đó. Anh chị em nhớ nhé, Đức Giáo Hoàng nói rồi nhé, hiệp hành đấy nhé, gặp gỡ, lắng nghe, nghe đã, rồi phân định, tìm ý Chúa, rồi chúng ta cầu nguyện với ơn Chúa, rồi xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ, để cho họ tìm ra thánh ý Chúa. Đấy, phương pháp tông đồ là như thế đấy. Thôi tôi chỉ xin bổ túc thêm thôi, để anh chị em có dịp, để anh chị em học hỏi thêm, đó, rồi trao đổi thêm, đọc thù bản cũ với tinh thần mới. Cái đổi là đổi cái đấy đấy, đừng có câu nệ. Thù bản cũ là thăm gia đình, mà tinh thần mới là tinh thần của Đức Giáo Hoàng, lắng nghe, phân định đấy, áp dụng vào. Chúng ta cầu nguyện để xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta, hướng dẫn chúng ta trên mọi bước đường tông đồ. Xin Chúa làm cho công việc của anh chị em trổ sinh hoa trái. Xin chúc mừng 100 năm đối với anh chị em.